Rồi, Mang Tim xin chào quý vị khán giả. Thì lời nói đầu tiên cho Mang Tim và anh Sơn chúc quý khán giả thật là nhiều sức khỏe, ăn khang thịnh vượng, có một đêm ngủ thật là ngon. Thì hôm nay cũng là ngày 20 tháng 2 năm 2023. Hiện tại là cũng là 8 giờ rồi nghe cả nhà. Thì hai anh em con có nhận được một ca nhận tại Củ Chi, chuyển về Cà Mau. Nhưng mà tình trạng sức khỏe bệnh nhân nghe nói thì người nhà cũng đã yếu rồi. Nguyện vọng là đưa bà về tới quê nhà để có hậu sự gì thì cũng được ở quê nhà. Thì giờ Mang Tiên và anh Sơn tranh thủ lên tới Củ Chi. Đây là nhà trọ nghe cả nhà. Thì sức khỏe bà yếu nên đem về nhà trọ rồi. Thì giờ mấy anh em sẽ lên đó chuyển cho gia đình về. Như là nguyện vọng của gia đình về tới Cà Mau. Thì một lần nữa Mang Tiên xin mời quý diễn giả cùng đồng hành với Mang Tiên và anh Sơn đến với hoàn cảnh này. Trước tiên là hỏi thăm sức khỏe của bà, sau đó thì hỏi thăm hoàn cảnh và nguyên nhân tại sao mà bà mắc bệnh gì mà yếu như thế. Rồi cùng đồng hành với Mang Tiên và anh Sơn nghe cả nhà. Rồi lên đường. Rồi cả nhà, thì hiện tại Mang Tiên đang ở Củ Chi. Thì sau di chuyển khoảng cũng hơn nửa tiếng nha cả nhà, tại vì từ nhà mà lên tới đây cũng khoảng 40 cây số, nên Mang Tiên cũng đang ở Củ Chi và điện nãy điện cơ nhà nhà ra đón rồi. Thì cả nhà cùng Mang Tin vô đón bệnh nha cả nhà, cùng nhau về Cà Mau để hỗ trợ cho gia đình. Đây thì Mang Tin đang trước mà đang chạy từ từ vô để đón người nhà nghe mọi người. Không biết nãy người nhà kêu chạy vô đi người nhà đón, không biết xa hay gần. Rồi thì cũng tới được chỗ rước bệnh nha cả nhà. Thì ở phía trước diễn giả là có mọi người đang đứng ở phía trước lộ đang đón đó. À, em trai nè. Ở đây hả em? Để anh quay xe lại cách. Bà có đi đứng gì được không? Không hả? Xong rồi cả nhà, giờ mình lên đường đi Cà Mau nha cả nhà. Rồi thì Mang Tim và anh Sơn thì cũng đã rước được bệnh lên xe nha cả nhà. Thì chắc là do người nhà muốn giấu tình hình sức khỏe của bà nên cũng Mang Tim cũng không có hỏi như thế nào, nhưng mà mọi người cũng biết rồi, thì bà hiện tại cũng yếu, cũng
cũng cần oxy, nhưng mà hiện tại thì chưa. Chừng nào mà người nhà nói nếu mà nào cần thì cứ gõ cửa báo cho anh em tụi con, thì tụi con sẽ xuống hỗ trợ. Chừng nào mà có chừng tình huống cấp bách thì anh em tụi con sẽ lựa bệnh viện nào gần nhất hoặc trạm xá nào gần nhất để hỗ trợ cho gia đình và đưa cô về quê an toàn nha mọi người. Thì giờ mang tim xin mời cả nhà mình cùng đồng hành với Mang Tim và anh Sơn bây giờ chặn điện thoại Cà Mau nghe cả nhà, cũng khá là xa. Đây về dưới thì dự tính là cũng khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ mới tới, thì cũng giờ thì cũng hơi 9 giờ rồi, thì anh em sẽ tranh thủ đạp được tới đâu đạp. Cũng về dưới cũng khá là khuya đó, nói chung là khuya thì chắc xong xuôi rồi anh em sẽ quay lên liền luôn để mai còn tiếp tục công việc nữa. Mai cũng còn khá là nhiều công việc ở nhà nên cũng hai anh em cũng tranh thủ về, thì hai tài mà mình xây tour với nhau chạy cùng nhau hỗ trợ nhau mà đi giúp bà con thôi nghe nha. Rồi một lần nữa Mang Tim xin mời quý vị đã cùng đồng hành với Mang Tim và anh Sơn về Cà Mau nha, lên đường. Dạ nhà mình ăn cơm chưa vậy? Dạ, nhà mình ăn uống gì chưa? Dạ ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Tại vì đường về hơi xa á. Có cái gì thì gõ cửa tụi con nha. Dạ. Đồ hơi chật thì chịu khó ngồi hơi chật chút xíu nha. Đường thì hơi xa nha. Rồi, Mang Tim xin chào quý vị khán giả. Thì sau một khoảng thời gian 5 tiếng đồng hồ di chuyển thì hai anh em con giờ hai anh em con đang có mặt ở thành phố Cà Mau. Còn khoảng chừng 30 mấy cây số nữa thì hai anh em con sẽ tới thuyền Trần Văn Thời. Thì con xin mời quý khán giả cùng đồng hành với hai anh em con đưa hoàn cảnh của ông và bà và gia đình về tới huyện Trần Văn Thời nha mọi người. Thì hiện tại thì cũng đã 2 giờ sáng của ngày 21 tháng 2 năm 2023 nghe cả nhà. Đó. Thì còn khoảng chừng 4 cây nữa thôi. 40 cây đó lại thì đã tới nhà của ông và bà rồi nha mọi người. Thì mình vô tới Trần Văn Thời rồi tới xã rồi đậu xe ở ngoài lộ và di chuyển khoảng 3 cây đến 4 cây nữa bằng đường thủy mới vô tới nhà của ông và bà nha cả nhà, chứ không xe cứu thương mình không vô tới nhà được. Thì sau vài năm đi làm ăn sự bà bệnh thì ông cũng chăm sóc cho bà, bây giờ tình trạng sức khỏe của bà thật sự là yếu rồi nên ông đưa bà về cũng nhờ anh chị em ở nhà chăm sóc ở nhà gần mấy anh chị em. Thì một lần nữa Mang Tim xin mời quý khán giả cùng đồng hành với Mang Tim và anh Sơn đưa hoàn cảnh của ông và bà về tới quê nhà nha, coi tình hình ở nhà như thế nào nha mọi người. Rồi thì anh em con cũng đã tới được cầu Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau rồi nghe cả nhà. Sắp tới nhà của ông bà nha mọi người ơi. Tại thì cũng đã gần 3 giờ sáng nghe cả nhà. 3 giờ sáng là một chút xíu nữa mình còn phải di chuyển khoảng 3 đến 4 cây số nữa. 3 đến 4 cây số đường thủy nữa mới vô tới nhà của ông bà nghe cả nhà. Chắc cũng khoảng tầm 4 giờ hơn. 4 giờ hơn mới vô tới nhà của ông bà được. Rồi sắp tới nghe cả nhà ơi. Vô quẹo vô con lộ đan này nó chạy ra. Thì khoảng cây số nữa thì sẽ có người nhà đón nha mọi người. Thì từ lộ lớn vô tới lộ nhỏ mọi người. Thì đường làng thì lộ này được khá là lớn nhưng mà không có vô được tới nhà của ông với bà nghe không mọi người. Đậu xe ở ngoài rồi sẽ di chuyển bằng xuồng
vô tới nhà nha mọi người. Rồi, kính thưa quý khán giả, thì giờ hai anh em con cũng đã được tới nơi rồi cả nhà. Tới chỗ sang từ xe xuống xuồng rồi cả nhà. Đó, thì mình sẽ đi bằng xuồng như thế này. Đây. Đi xuồng này di chuyển vô nhà của ông với bà ngay cả nhà. Đây một chiếc, bên đây một chiếc. Thì anh Sơn cùng với gia đình đang chuyển đồ xuống xuồng ngay cả nhà. Do xuồng nó nhỏ cả nhà, mình không có để cái băng ca này xuống được, nên mình sẽ sang cái băng từ băng ca lớn qua băng ca tay cả nhà. Đó, sang bà từ băng ca này qua băng ca tay rồi vinh xuống để dưới xuồng nghe cả nhà, di chuyển cho dễ. Thì hồi nữa mình di chuyển bà từ ở dưới xuồng lên nó cũng dễ dàng hơn nghe cả nhà. Thì ở dưới thì cũng có anh em hỗ trợ xuống ở dưới xuồng để sắp xếp di chuyển cho nghe cả nhà. Rồi, kính thưa cả nhà, thì giờ bà cũng được về tới nhà nha mọi người. Thì đang ở dưới xuồng đưa đồ lên và dẫn chuyển bà lên sau nha cả nhà. Xung quanh đây là anh chị em của bà. Nói chung là anh chị em cũng đông nha mọi người.
con xin chào chú. Con tên là Tim, là tài xế của hội Thiện Nguyện BDS. Thì hôm nay thì con cũng có hữu duyên là đưa gia đình mình về tới Trần Văn Thời, Cà Mau. Thì chú có thể tâm sự với con về gia đình và cái bệnh tình của cô như thế nào không ạ? Dạ, vậy chú cho con hỏi chú tên gì ạ? Chú Nguyễn Việt Hòa. Còn cô... là Trần Thị Thủy. Dạ, thì chú cho con hỏi là bệnh tình của cô lâu chưa chú? Nay tới nay là 3 năm rồi. 3 năm. Cô, cô bệnh gì chú? Cô bị bệnh tai biến. Tai biến. Rồi bây giờ tới thời kỳ là thứ hai. Dạ. Ừ. Cũng như thời kỳ, cuối. Dạ. Ừ. Rồi mình có đi điều trị hay là thăm khám gì cho cô không chú? Có, trước đây thì cũng bị trị ở bệnh viện Củ Chi. Rồi sau này thì cũng bệnh viện Củ Chi. À. Rồi có khi thấy cô đi đứng không được thì có đứa bác sĩ về nhà chị điều trị. Dạ. Có đi đứng khó khăn ha. Dạ. Thì bị gì cái bệnh nó tái phát lại thì mình thấy khó khăn quá, rồi cũng chở bệnh viện thì bác sĩ cũng thuê bây giờ biết bác sĩ Tây về để trị. Dạ. Thì chú con hỏi là cô với chú lên Sài Gòn làm nghiệp là lâu chưa? Nay có khoảng 10 năm rồi. 10 năm. Là nguyên gia đình mình đi lên đó luôn hay sao? Nguyên gia đình mình lên đó thôi. Dạ. Gia đình mình được bao nhiêu người vậy chú? Miễn tính hết là 6 người. 6 người. Dạ. Giờ mấy anh chị có nghe được thông tin của cô như thế chưa? Có rồi, nó cũng đi về mà nó về bằng xe máy. À, đang trên đường về bằng xe máy. Dạ. Vậy là cái hai người về chung với con là cũng là con luôn hay sao? Con đứa thứ hai với đứa út. Dạ. Đứa ba, thứ tư, thứ năm thì nó đi về sau. Dạ. Người chú ở trên Sài Gòn là chú làm nghề nghiệp như thế nào? Trước thì chú làm công ty gỗ. Dạ. Rồi sau quá tuổi lao động thì công ty cũng cho ngồi nghỉ, rồi cũng mình làm thời vụ lại. Dạ. Khoảng năm. Dạ. Bắt đầu công ty giải thể. Dạ. Rồi chú ra chú làm tự do. Dạ. Rồi lao động tự do. Có nghĩa là ai lấy gì mình làm lấy. Dạ. Rồi cái thu nhập cá nhân của mình có đủ để trang trải thuốc men hay là điều trị cho cô không chú? Mình cố gắng thì cũng đủ. Chú làm tháng làm ngoài tự do thì tháng cũng được 12 triệu. Dạ. Cũng tiết kiệm thì cũng tạm đủ vậy thôi. Dạ. Vậy cái chi phí của cô điều trị một tháng giờ khoảng bao nhiêu chú? Cũng khoảng nếu mua thuốc là bị không có bảo hiểm nữa. Dạ. Khoảng 4 triệu. 4 triệu. Rồi mấy anh chị cũng có phụ chú được phần nào không? Mấy đứa con thì nó cũng phụ, đứa ít chị đó. Dạ. Mấy anh chị là có lập gia đình hết chứ chú? Lập gia đình hết rồi. Như tỉnh hết rồi. Dạ. Đứa nào nó cũng có gia đình riêng. Dạ. Còn với chỉ thằng Út hồi nãy đó thôi. Dạ. Thì con cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chia sẻ với chú được phần nào hay phần đó. Thì con cũng thay mặt sư phụ Tấm Sang gửi lời chúc sức khỏe đến cô và chú. Mong cô và chú cố gắng giữ gìn sức khỏe cũng như là chăm sóc cho cô những ngày tháng sắp tới khi mà về quê. Thì cho con hỏi đây là nhà của ai vậy chú? Cái này nhà của người em thứ bảy. Người em thứ bảy. Vậy là chú ở dưới quê là không có nhà? Không có nhà. Mình đi làm... chú đi nay có 10 năm rồi. Dạ. Hư hết rồi về làm cái tạm nhà của em thứ bảy. Dạ. Vậy là nhà chú gần đây không? Chú có thấp ở cái cách đây tới chừng khoảng 1 cây, 2 cây số. 1 cây 2 cây số. Là do mình nhà đi lập nghiệp khá là lâu rồi. Thì nhà không còn nữa nên mình về đây ở chung với nhà của người em thứ bảy. Dạ. Thì thôi con cũng chia sẻ với chú được phần nào hay phần đó. Thì con cũng hoàn thành xong nhiệm vụ là đưa cô với chú về tới quê an toàn rồi. Thì con cũng xin phép là con quay lại Sài Gòn để tiếp tục cho công việc ngày mai. Cũng như là giúp đỡ những cái hoàn cảnh khác như hoàn cảnh của chú. Thì bên con hỗ trợ thì có yêu cầu là một cái giấy hoàn cảnh khó khăn, thì hồi nãy chú cũng có đưa cho con rồi, thì con nhận lại cái giấy này ha. Dạ. Rồi thì con cũng xin phép là con về ở lại Sài Gòn. Thôi chú cũng chúc đội nha. Dạ. Thành thật cảm ơn. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú. Nói gì hơn. Dạ.
Rồi con cảm ơn chú nha. Để đi vào đường uống nước. Dạ không, rồi, cái này không không, cái này tụi con trên chuyến xe không đồng của tụi con là không có nhận bất kỳ một đồng nào của bệnh nhân hết, cũng như là người nhà. Thì cái số tiền này con xin gửi lại như là để mua đồ hay là sữa cho cô những ngày tháng sắp tới ha. Dạ con cảm ơn nhiều ha. Dạ dạ. Rồi kính thưa cả nhà, bây giờ Man Team và anh Sơn cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đưa cho cô Thủy và chú Hòa về đến nơi an toàn. Thì gia đình của cô Thủy và chú Hòa như cũng như là nãy giờ cả nhà cũng đã nghe lời kể của chú Hòa về hoàn cảnh gia đình mình. Thì cô Thủy thì bệnh cũng đã khá là lâu rồi, bị tai biến, giờ là dẫn tới là giai đoạn cuối. Thì nên gia đình muốn đưa cô về quê nhà của mình. Thì hồi nãy về nhà thì đưa cô lên nhà cô nằm, thì anh chị em lại hỏi thăm, thì mới đầu thì cô không nhận ra, nhưng sau từ từ rồi cô sẽ nhận ra, rồi cô tự dở hòa, cô khóc. Không biết là cô mừng cô khóc hay là cô biết cái căn bệnh của mình đến đó cô khóc, thì Man Team cũng không biết nói như thế nào. Thì gia đình nói chung là cũng rất là khó khăn, có 5 người con, thì 4 trai 1 gái, thì chỉ có một người em út là chưa có, một người em trai út là chưa có gia đình thôi, còn như là tất cả mọi người đều có tới gia đình rồi. Thì cũng chăm lo cho gia đình mình. Thì chú Hòa thì cũng đi làm, cặm cụi đi làm để lo cho cô, với lo cho cô thuốc men ăn uống rồi sinh hoạt hàng ngày. Thì nói chung là cũng đủ trang trải cho cuộc sống thôi, nhưng nếu mà người nhà mình bệnh thì bao nhiêu là cho đủ cả nhà, thật sự bao nhiêu là cho đủ. Thì đường vô nhà của gia đình của cô Thủy và chú Hòa thì nói chung là nãy giờ cả nhà nói đường thì khá là nhỏ, và đi hết đường lan rồi mình phải di chuyển thêm gần 4 cây số đường Thủy là đi dùng vô lãi vô cả nhà. Thì nãy anh, mấy người anh rồi em của chú Hòa ra cước, thì đi bằng 2 cái vỏ lãi, một chiếc thì chở đồ của vợ chồng chú Hòa vô, còn một chiếc thì chở cô về tới nhà. Thì cũng không biết Man Team cũng không biết nói sao hơn, thì hiện tại thì cũng đã hơn 4 giờ sáng rồi, thì giờ mọi người thấy anh Sơn mà nằm ngủ rồi. Bây giờ Man Team sẽ đạp về từ từ, thì mệt ở đâu thì sẽ kêu anh Sơn dậy chạy tiếp để tiếp tục về với tới Sài Gòn. Thì một lần nữa thì Man Team chúc gia đình, nếu mà gia đình có coi được cái video này, thì Man Team chúc gia đình thật là nhiều sức khỏe, mong cô có một sự kỳ diệu nào đó về tới nhà cô vui. Chúc điều trị đúng cái thuốc hay là như thế nào đó, cô sẽ mau khỏe lại. Thì mong mọi người cố gắng chăm sóc cho cô những ngày tháng sắp tới vui vẻ hơn, cho cô được vui vẻ những ngày tháng sau cùng của mình. Rồi một lần nữa Man Team chúc quý vị khán giả là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn tài phát lộc. Nếu mà cả nhà yêu thương anh em tụi con cũng như là sư phụ thì nhớ ủng hộ tất cả các sản phẩm của sư phụ con, đó cũng như là cao số bóp, để đó là cái đồng tiền lời, tất cả đồng tiền lời thì sư phụ vận hành 6 chiếc xe cứu thương và trả tất cả chiếc chi phí như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cũng như là hoàn cảnh của chú Hòa đây. Thì tất cả chi phí đều do sư phụ chi trả hết. Okay. Thì cả nhà yêu thương anh em tụi con thì hãy ủng hộ cao số bóp của sư phụ, và cũng như là đăng ký tất cả các kênh của họ Thiện Nguyện Medes, và like nếu mà anh em con có lời gì không phải, thì cả nhà mong cả nhà rộng lòng tha thứ. Thì anh em con là ăn tiếng nói không có gần. Thì tại lúc đầu thì Man Team thấy
cô với chú cũng lớn tuổi rồi nên xưng bằng ông bà. Thì sau khi mà về tới nhà coi lại giấy chứng minh thì ông với chú cũng còn chung là chạng tuổi thôi, nên cho mình tìm xin phép là kêu bằng cô và chú cho nó thấy đỡ nhẹ thoải mái hơn nha cả nhà. Vậy đó, thì giờ thôi, giờ mình tìm sẽ tranh thủ chạy xe về cho anh Sơn nghỉ một tí nha cả nhà, đi ngủ đó, mệt nè. Rồi lên đường về lại Sài Gòn thôi nha cả nhà. Rồi một lần nữa mình tìm xin chào và hẹn gặp lại quý diễn giả trong những cái video trên những chuyến xe không đồng của hội thiện nguyện BDS, những hoàn cảnh cần giúp đỡ từ hội nghe cả nhà. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.